Cách ủ trà làm trà sen vàng. Nhưng mà nếu dùng 100% trà sen thì nó rất đắng và chát, uống nó không ngon á. Nên Nhi sẽ dùng kết hợp 60% trà sen và 40% trà đen kết hợp vô thì nó ra một cái chất trà là đắng chát vừa đủ để mình làm trà sen vàng cho ngon. Thì bây giờ mình đến với bước số 1 là cái bước mình làm trà sen vàng là ủ trà. Khi mà ủ trà chuyên nghiệp á thì mình cần có một cái bình ủ có khả năng giữ nhiệt và một cái túi vải lọc trà. Thì ở đây á là chúng ta sẽ dùng 60g trà sen cho vô túi, 40g trà đen cho vô túi thì mình mới cho vô bình. Sau đó mình mới nấu 3 lít nước sôi 100 độ C, mình đậy nắp và mình ủ trong vòng 20 phút. Sau khi ủ được 20 phút rồi á, mình mở nắp ra thì mình sẽ lấy cái que khuấy này này, mình phải dầm vào cái túi trà để cho nó ra hết chất trà. Món nào cũng vậy, cứ ủ trà là làm vậy. Sau đó mình mới bóp nó ra, mình gấp lên, mình vắt khô. Thì khi này là lúc này là cái nước có trà đang rất là nóng. Và tiếp theo mình sẽ cho vào đây 7.5ml muối vô. Mình cho tiếp 1kg đá bi vô, khuấy cho đến khi nào đá bi tan hết thì chúng ta thu được một cái nước cốt trà giống như trong cái bình này. Thì như vậy cái bước ủ trà cho trà sen vàng đã xong. Cả nhà mình hiểu chưa? Rồi.